Chào cả nhà, hôm nay buổi sáng ra thăm vườn thấy cái cây hoa lan kiếm nhà mình nở hoa rất là đẹp đó, mọi người thấy không, vàng óng ánh luôn. Mọi người có biết là lan kiếm này là tên gì không ạ? Đây là dòng kiếm Phan Trí ha, bông màu vàng, cánh dày rất là đẹp, cái cần hoa thì rất là to. Cái kiếm này mình trồng trong cái chậu tương đối là bé đó, nên là cái cành hoa chưa được dài lắm. Nếu mà trồng chậu bự á, nó có đủ sức là cái cành hoa nó dài lắm nha cả nhà. Kiếm Phan Trí này là một trong những dòng hoa rất là có giá trên thị trường. Nay cây kiếm nó lên nụ quá trời luôn, cây về lên được 3 vòi rồi. Mình thấy đẹp quá, chia sẻ cho mọi người coi cho vui. Hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người những cái cây cây nhãn ha. Cây nhãn mình mới về hàng rất là đẹp. Đây, đây là những cây nhãn lớn. Những cây này đang bông trái. Cây mới về rất là đẹp nên mình quay video chia sẻ tới mọi người. Nếu mà ai thích trồng những cây nhãn trong chậu ha, trong sân vườn, thì nhớ nhấn điện thoại 0835 921829 để xem cây cụ thể và biết giá ha. Nay là mùa nhãn ở cả nhà nên là các dòng nhãn đều đua nhau ra hoa và kết trái. Mọi người nhìn cái nhãn này biết đây là nhãn gì không à? Ở đây là nhãn xuồng ha. Cây ra bông rất là nhiều. Gốc cây thì cũng tương đối bự như vậy nha cả nhà. Tán tròn đều rất là đẹp. Cây giống nhỏ thì nhiều, chứ còn mấy cây bự bự vậy thì lâu lâu mới về được vài cây à. Mà mình bán là mình tuyển chọn những cái cây có tán đẹp, nhánh tán gốc đẹp để mình bán cho mọi người sưu tầm ha. Đây nữa này cả nhà, đây cũng là em nhãn xuồng luôn. Mọi người quan sát kỹ cái lá nhãn xuồng nha. Đó, cái lá nó hơi quảnh ha, nó nhỏ nhỏ mà nó rất là cong luôn đó. Mọi người để ý cái lá nhãn xuồng nha, một chút nữa mình quay cho mọi người cây thanh nhãn. Thanh nhãn thì lá nó rất là to. Nhãn xuồng thì lúc nào cũng có giá hết cả nhà, tại vì ngon á, giòn, trái to, mẫu mã đẹp, ngon, nên cây nhãn xuồng và trái nhãn xuồng thì lúc nào cũng có giá trên thị trường hết á. Cây rất là đẹp ha. Còn đây là cây thanh nhãn. Thanh nhãn thì cây như vậy nha cả nhà. Cây bé bé này có bông rồi nè. Thanh nhãn là một dòng cây cũng rất là dễ có bông ha. Dễ có bông, dễ có trái lắm. Thanh nhãn đặc biệt là cái lá nó rất là to, mà lá dày, to, và nó cũng có cái độ cong dĩnh dảnh vậy đó. Lá to lắm nha cả nhà. So với nhãn xuồng thì cái lá của cây thanh nhãn này to dữ lắm, to gấp mấy lần luôn á. Cây này tán cũng đẹp lắm cả nhà. Đó, mọi người nhìn không, tán nó rất là đều ha, rất là đẹp. Rồi nếu ai mà thích sưu tầm các dòng nhãn như là nhãn long nè, nhãn xuồng nè, thanh nhãn nè, nhãn tím nè. Nhãn tím thì có hai dòng ha, nhãn long tím và nhãn xuồng tím. Thì mọi người thích dòng nhãn nào thì nhớ liên hệ với Zalo, kết nối Zalo với mình. Thì mình sẽ gửi cây cho xem và báo giá cụ thể từng cái giống cây, từng cỡ cây ha. Cây trồng trong cái chậu bé mà vẫn có bông bình thường. Rồi bây giờ chia sẻ chút xíu cho mọi người coi. Thì chào tạm biệt cả nhà nhé.